Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam, ví da bò màu nâu đất nha mọi người. Ví da hột, đây là một loại ví da bò cũng tương đương, đó là nhiều người biết đến và sử dụng vì đây là một sản phẩm cũng khá là phổ biến. Da này cũng không có phải là cao cấp mấy nên cũng được nhiều người sử dụng. Thì đây là ví nằm nha mọi người. Rồi bề mặt thì nó da hột thì nó sẽ có những cái hột nên rất là dễ sử dụng. Nó nhăn hoặc nó có bị trầy xước thì mình cũng khó phát hiện nên về thẩm mỹ của nó thì rất là đẹp. Đường chỉ của nó may được rất là chi tiết nha mọi người. Thẳng hàng. Mọi người có mua hàng ấy, thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ở trong đó thì bên tay phải nó thì sẽ có ba ngăn nằm ngang, hai ngăn ra đứng nha mọi người. Bên tay trái nó sẽ có là ngăn lưới nha mọi người, và nó có một ngăn nằm ngang và hai ngăn đứng. Thì những cái ngăn này thì mình có thể đựng cạc, đựng căn cước công dân hoặc là cà vẹt xe loại mới nha mọi người, thì đều đựng được hết. Và rất là nhiều thẻ ngân hàng nha mọi người. Mỗi bên nó sẽ có ba ngăn, bên hai ngăn và hai ngăn đứng nữa nha mọi người. Thì ví này thì đựng cũng khá nhiều tiền nha mọi người, từ 20-30 triệu trở lên thì chuyện bình thường. Đây, dây giấy tờ 500 nha mọi người. Thì đây là dòng ví da bò, da bò chất lượng nha mọi người chứ không phải da dởm. À, mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0862 452 078. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người.